Video hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp tục với cái bài toán phân tích các cái đa thức thành nhân tử. Các em tìm hiểu câu số 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Ở đây chúng ta có 3 câu. Các em sẽ dừng video lại và chúng ta sẽ thử sức với các câu hỏi này trước khi chúng ta tiếp tục video nhé. Câu A này. Ở câu A thì chúng ta thấy là đề bài cho chúng ta là 2 nhân x trừ 3 trừ đi y nhân x trừ 3. Như vậy với cái đa thức này thì các em đều chú ý này, khi chúng ta phân tích thành nhân tử tức là chúng ta phải đưa cái đa thức của chúng ta, đúng không? Đưa đa thức đề bài cho về dưới dạng là tích các cái đa thức. Được chưa? Đấy, có thể là của hai đa thức hoặc là nhiều hơn. Thì ở đây chúng ta thấy với cái đề bài này thì các em thấy là nó rất là dễ ở chỗ là chúng ta đã nhìn thấy ngay là x trừ 3 với x trừ 3 là cái đa thức chung của tích này. Đúng chưa? Ngăn cách nhau bởi dấu trừ này. Thì chúng ta có x trừ 3 chung. Vì vậy ở đây các em sẽ nhóm x trừ 3 ra làm chung. Và chúng ta sẽ thu được ngay nhân tử. Ta nhóm x trừ 3. Vì vậy lúc này ta còn này, x trừ 3 đã được nhóm ra đây. Cho nên chỗ này ta chỉ còn là 2. Sau đó đến dấu trừ này. X trừ 3 cũng đã được nhóm. Vì vậy ta chỉ còn y thôi. Đó. Vậy đây chính là cái nhân tử mà chúng ta cần phải phải đi tìm. Rồi chúng ta sang câu B. X bình phương cộng x cộng y bình trừ đi y trừ 2xy. Thì với cái biểu thức này thì các em đầu tiên chúng ta phải quan sát trước. Ở đây chúng ta có hai biến là x và y. Và khi có hai biến thì các em thấy rằng chúng ta sẽ cần phải thực hiện nhóm các cái đơn thức vào sao cho chúng ta xuất hiện cả cái nhân tử chung. Thì ở đây chúng ta có là x bình cộng y bình và chúng ta lại có trừ 2xy. Như vậy chúng ta sẽ nghĩ tới chúng ta thực hiện các cái hằng đẳng thức nhá. Cho nên cô sẽ gộp x bình phương cộng y bình trừ 2xy vào một nhóm. Ở đây khi cô thực hiện nhóm này thì cô sẽ có được cái hằng đẳng thức. Và phần còn lại ở đây chúng ta còn là x trừ y, chúng ta sẽ nhóm một nhóm cộng x trừ y. Sau khi chúng ta nhóm một nhóm thì ở đây chúng ta có này, x bình cộng y bình trừ 2xy chính là hằng đẳng thức mà chúng ta đã học. Như vậy ta sẽ gộp là thành x trừ y tất cả bình phương. Đó. Chỗ này chúng ta hạ xuống là cộng với x trừ y. Đó. Thế đến đây sau khi chúng ta nhóm ra thì chúng ta thấy có x trừ y chung. Không? Ở đây là x trừ y bình và đây có x trừ y. Như vậy các em có x trừ y chung. X trừ y chung, phần còn lại của chúng ta sẽ là gì? Chỗ này là x trừ y bình phương, có nghĩa là sẽ bằng x trừ y nhân x trừ y. Chưa? Cái chỗ này của chúng ta là x trừ y bình phương tức là x trừ y nhân với x trừ y. Vì vậy sau khi chúng ta nhóm x trừ y ra ngoài thì bên trong chúng ta vẫn còn một cái biểu thức x trừ y. Đó. Và ở đây sau khi ta nhóm x trừ y thì ở đây ta còn một cái hệ số 1. Vì vậy các em cộng thêm 1. Ở đây chính là cái nhân tử mà chúng ta cần tìm. Bây giờ chúng ta sang câu C. Câu C là x bình phương trừ đi 7x cộng 6. Đây chính là biểu thức tam thức bậc 2 đúng không? Mà chúng ta đã nói. Có nghĩa là ở đây các em có bậc cao nhất của biến là bậc 2. Vì vậy khi thực hiện chúng ta sẽ thực hiện như sau. Hệ số của x bình là 1. Ta lấy 1 nhân với 6 thì sẽ được là 6. 1 nhân 6 thì bằng 6. Sau đó 6 này ta sẽ tách thành hai số. Hai số này sao cho tích của hai số này bằng 6 nhưng mà tổng thì lại bằng trừ 7. Nhá. Có nghĩa là trừ 7 bây giờ ta phải tách thành hai số. Đúng không? Cộng với nhau để cho cái tích của nó bằng 6. Vậy chúng ta sẽ nghĩ tới kết quả là bao nhiêu? Ta có trừ 1 và trừ 6. Đúng chưa? Thì lúc này đảm bảo cái đặc điểm là tích thì bằng tích của trừ 1 trừ 6 thì bằng 6. Mà tổng của nó thì bằng trừ 7. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ viết thành 1 nhân x bình trừ đi trừ 7x sẽ tách thành là trừ x và trừ 6x. Trừ 1x trừ 6x.
cộng 6 hạ xuống. Sau đó các em thực hiện nhóm x bình phương trừ x, ta sẽ nhóm một nhóm. Cộng với, ở đây ta có 6x cộng 6. Vì vậy các em hoàn toàn có thể nhóm là trừ ra ngoài trước để ta có 6x trừ 6. Rồi, thế đến đây chúng ta có này, x là chung, nhóm x ra ngoài. Ta còn là x bình phương, bây giờ có x mũ 1 nhóm ra ngoài rồi. Vì vậy là x bình phương thì còn x mũ 1 trừ đi, x mũ 1 nhóm ra ngoài, vì vậy các em còn 1. Trừ đi này, chỗ này ta có 6 là chung, ta nhóm 6 ra ngoài. Bên trong chỗ này là còn x trừ đi, chỗ này 6 nhóm ra rồi, như vậy ta còn 1 vì 6 nhân 1 bằng 6. Chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ thu được kết quả cuối cùng sẽ là gì? Lúc này ta sẽ có x trừ 1 là chung, vì vậy chúng ta sẽ nhóm x trừ 1 ra ngoài. Bên trong sẽ còn x mũ 1 trừ đi 6. Đã? Tức là x mũ 1 là x trừ đi 6. Và đây chính là kết quả cuối cùng của cái phân tích phần C. Và các em sang câu số 2. Vẫn là phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Chúng ta quan sát câu hỏi. Ở phần A thì các em thấy rằng ở đây chúng ta chỉ có một biến x thôi. Và bậc cao nhất của biến lúc này là bậc 3. Tuy nhiên các em thấy này, trong cái đa thức này chúng ta gồm có ba cái đơn thức. Và ba đơn thức này các em thấy đặc điểm của nó là đều chung nhau là 3 và chung nhau là x nữa nhá. Vì vậy đây chính là cái nhân tử chung đầu tiên. Các em sẽ có 3x mũ 3 trừ đi 6x bình cộng với 3x, thì các em sẽ nhóm ra được 3 là chung. Bởi vì sao? Ở đây 6 chúng ta hoàn toàn có thể viết thành 3 nhân 2, x bình phương ta có thể viết thành x nhân x. Chỗ này ta có thể viết thành gì? 3 nhân với x nhân x bình. Đúng không? X mũ 3 thì thành x nhân x bình. Vì vậy bây giờ các em sẽ nhóm là 3 là chung và x là chung. Chỗ này là 3 nhân x thì phải nhân với 1. Vậy ta nhóm 3x chung rồi. Đây phần này chúng ta đã nhóm 3x chung thì ta còn là x bình phương. Nhá, chỗ này là x bình phương. Rồi còn là x bình phương này, trừ đi này, chỗ này ta đã nhóm 3 rồi này, nhóm x rồi này, vậy ta còn lại là 2x. Rồi cộng với 3x đã nhóm thì ta còn cộng 1. Thì đến đây chúng ta thấy rằng 3x chúng ta viết lại x bình phương trừ 2x cộng 1, thì đây chính là hằng đẳng thức mà em đã học. Không? Bởi vì sao? Bởi vì ta có là gì? Ta hoàn toàn có thể viết cái đa thức này thành là x bình trừ 2 nhân x nhân 1 cộng với 1 bình phương. Và đây chính là hằng đẳng thức x trừ 1 tất cả bình phương. Đây chính là kết quả cuối cùng của phần A. Rồi chúng ta sang phần B. Phần B người ta cho chúng ta là x nhân với x cộng y trừ đi 5x trừ 5y. Thì với cái đa thức này, đầu tiên các em quan sát, đây chúng ta đã có nhân tử ở dạng tích rồi, gồm có x và x cộng y. Vậy chúng ta cần kiểm tra xem cái biểu thức phía dưới này nó có thể tách thành nhân tử mà xuất hiện cái nhân tử chung giống như ở đây không. Tức ở đây chúng ta đang có gì? X và x cộng y nhá. Thế bây giờ chúng ta kiểm tra cái trừ 5x với trừ 5y. Thì ta thấy này, trừ 5x với trừ 5y thì ta có là trừ 5, trừ 5 là chung. Vì vậy chỗ này ta sẽ nhóm trừ 5 ra ngoài. Trừ 5 nhóm rồi thì đây còn x. Trừ 5 nhóm thì đây còn y. Và chúng ta đã nhóm trừ 5 cho nên chỗ này thành cộng y. Đó. Nói cách khác là chỗ này chúng ta viết thành trừ 5 nhân x trừ đi 5 nhân y nhân 1. Đó. Hoặc là chúng ta viết thành cộng với trừ 5 nhân y nhân 1. Và chúng ta sẽ được kết quả này. Vậy sau khi chúng ta tách thành tích thì chúng ta có x cộng y ở đây chung với x cộng y chỗ này. Cho nên là chúng ta nhóm như thế là được. X nhân với x cộng y chúng ta hạ xuống. Ở đây ta nhóm trừ 5 ra ngoài. Vậy chúng ta còn x cộng y. Đến đây ta có x cộng y với x cộng y chung. Cho nên chúng ta nhóm x cộng y ra ngoài. Vậy chúng ta sẽ còn x cộng y đã nhóm, ta còn là x
trừ đi. Đây x cộng y cũng đã nhóm, như vậy chỗ này còn 5. Ở đây chính là kết quả cuối cùng. Ta sang câu số 3. Đề bài vẫn tương tự. Chúng ta có phần A 10x cộng với 15y. Thì để phân tích cái đa thức này thành nhân tử thì các em thấy là x và y không thể tách thành chung được, phần tử chung được. Ta chỉ thấy là có 10 và 15, đúng không? Thì 10 ở đây chúng ta có thể viết thành 5 nhân 2. Đúng chưa? Đấy, và nhân x, đúng không? Còn 15y ta sẽ tách thành là 5 nhân 3 nhân y. Như vậy lúc này chúng ta thấy rằng ta có 5 là chung. Ta sẽ nhóm 5 ra ngoài. 5 nhóm ra cho nên ta còn lại 2x. Đến dấu cộng. Đây 5 nhóm ra ta còn 3y. Vậy đây chính là kết quả cuối cùng. Phần B. X bình phương trừ đi 2xy cộng với y bình phương. Cộng với y bình phương trừ đi 4. Rồi, ở đây trong trường hợp này thì chúng ta thấy là ta đã thấy xuất hiện một cái dạng đó là hàng đẳng thức. Trong quan sát này, chúng ta có cái hàng đẳng thức chính là cái cụm đầu tiên này. X bình phương trừ 2 nhân x nhân y cộng với y bình phương thì đây chính là hàng đẳng thức x trừ y bình phương. Trừ đi, chỗ này là 4 thì chúng ta chuyển thành 2 mũ 2. 4 chính là 2 mũ 2. Vậy lúc này các em sẽ có ở dạng là hàng đẳng thức là A bình trừ B bình. Hay nói khác là chúng ta sẽ viết thành gì? X trừ y trừ đi 2 nhân với x trừ y cộng 2. Vì sao chúng ta có điều này? Nếu bạn đã quên thì chúng ta lưu ý này. Nếu chúng ta có A bình trừ B bình, nhá, A bình trừ B bình, thì ta viết thành A trừ B nhân A cộng B. Đó. Thế trong khi đó ở đây chúng ta có gì? Y. Còn B bây giờ đóng vai trò là 2. B là 2, nhá. Cho nên chúng ta có A là x trừ y trừ đi 2. Rồi nhân với x trừ y cộng 2 là vì thế. Thì đây chính là cái rút gọn cuối cùng rồi. Ta không thể thu gọn hơn. Vậy đây là kết quả cuối cùng. Ta sang câu C. X nhân với x cộng y trừ đi 3x trừ 3y. Thì với cái đa thức này thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta sẽ thử kiểm tra với cái biểu thức phía sau, bởi vì ở đây chúng ta đang có dạng nhân tử rồi. Như vậy ta thấy rằng là trừ 3x với trừ 3y thì ta có trừ 3 là chung. Vì vậy ta nhóm trừ 3 ra. Thì trừ 3x đã nhóm trừ 3 rồi ta còn x. Trừ 3y ta nhóm trừ 3 rồi ta còn y. Và ở đây chúng ta sẽ còn dấu cộng. Vậy x cộng y ở đây sẽ chính là x cộng y ở cái nhân tử thứ nhất. Cho nên chúng ta đã tìm thấy nhân tử chung. Do đó chúng ta tách như thế này là đúng. Vậy chúng ta viết lại này. X nhân x cộng y trừ đi nhá 3 này nhân với x cộng y. Thế đến đây chúng ta sẽ đưa x cộng y ra làm chung. Bên trong sẽ còn là x cộng y đã nhóm rồi, x cộng y đã nhóm. Vậy ta chỉ còn là x và trừ 3, đúng không? X trừ 3. Và đây chính là kết quả cuối cùng. Vậy trong video hôm nay chúng ta đã làm về cái việc là phân tích các cái đa thức thành nhân tử và ở các cái dạng là có hai biến, đúng không? Và nhắc lại một chút nữa về cái phân tích đa thức thành nhân tử của cái biểu thức một biến là có bậc cao nhất là bậc hai. Thì ở trong video này nếu như bạn nào chưa rõ nữa các em có thể xem lại nhiều lần bài giảng để và chúng ta áp dụng thêm các bài tập để chúng ta nắm rõ cách làm. Và nhớ là chúng ta đăng ký kênh để nhận được cái bài giảng của cô sớm nhất. Cảm ơn các em đã xem video.